Việt Nam American, tình đồng minh trên vai chiến đấu bên nhau. Kính thưa quý vị, trước khi vào chương trình sinh hoạt của học khu Westminster, cho phép chúng tôi cập nhật tin tức bầu cử, và cái thứ nhì là thông báo cộng đồng. Đầu tiên hết là Trần Hưng Đạo Foundation và Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai ra thông báo như sau về việc tên Thủ tướng Phạm Minh Chính đến San Francisco kính gửi các tổ chức cộng đồng, hội đoàn, tập thể chiến sĩ, liên hội cựu chiến sĩ Nam California, các cơ quan truyền thông và báo chí cùng toàn thể đồng hương tị nạn cộng sản tại hải ngoại. Kính thưa quý vị, trong chuyến đi của Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, sau khi đến dự và đọc diễn văn tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở GSIC ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn từ 3 giờ đến 4 giờ rưỡi ngày 11 tháng 5 năm 2022. Sau đó, theo sự sắp xếp của Tổng lãnh sự Việt Cộng, tên Chính sẽ đến nói chuyện tại San Francisco từ lúc 11 giờ 15 phút sáng cho đến 11 giờ 45 phút sáng ngày 17 tháng 5 năm 2022 do Hội Á Châu, tức là Asia Society, vùng Bắc California ngay tại San Francisco tổ chức. Tại San Francisco, chỉ dành riêng cho hội viên của hội này, tức là hội Asia Society, nhưng nếu tình hình cho phép sẽ có buổi gặp gỡ với những cái mà Việt Cộng kêu là kiều bào của chúng nó, vùng Bắc California, nhưng thời gian và địa điểm chưa được loan báo. Để chặn bớt phần nào sự dối trá mà bọn Cộng sản đang gieo rắc cho người dân quốc nội hơn 70 năm qua, mà nay đến quốc ngoại, chúng tôi sẽ phối hợp các hội đoàn vùng Bắc California, Bay Area, Trung California, Sacramento, Oakland, San Jose để tổ chức cuộc biểu tình tại San Francisco vào sáng ngày 17 tháng 5 năm 2022. Tại Nam California, các hội đoàn hoặc cá nhân muốn tham dự vui lòng ghi danh trước để chúng tôi lo mướn xe cũng như chuẩn bị các nhu cầu cần thiết khác và hoàn toàn không phải tốn tiền. Vui lòng tập trung tại đền thờ Đức Thánh Trần trước 2 giờ sáng ngày thứ ba 17 tháng 5, trân trọng thay mặt hội đồng quản trị đền thờ Đức Thánh Trần kiêm chủ tịch ủy ban chống cộng sản và tay sai ông Phan Kỳ Nhơn. Kính thưa quý khán giả, bản tin này là thông cáo chính thức, và sau khi có phối hợp với các tổ chức thì chúng tôi được biết là xe đò hòa đã chuẩn bị một chiếc xe buýt hoặc giả là nếu cần hai chiếc xe buýt để đi trong đêm sáng tờ mờ sáng đi lên cho kịp San Francisco. Đó là tình hình ở đây, và số tiền trả cho những cái phương tiện di chuyển này đã có mạnh thường quân và chúng tôi sẽ loan báo. Cảm ơn. Sau khi cuộc biểu tình kết thúc, và thưa quý vị, về vấn đề bầu cử thì ngày hôm kia chính phủ đã gửi ra cái phiếu bầu phiếm diện. Ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay có nhiều người đã nhận được phiếu bầu phiếm diện. Việc đầu tiên, quý vị đừng cất cái phiếu bầu phiếm diện mà chỗ nào quá kỹ để hồi mình tìm không ra, để ngay trên bàn nếu cần tham khảo với bạn bè hay là người thân. Quý vị để đó một vài ngày rồi mình bầu liền, sợ mất cái phiếu bầu thì mất tiếng nói của mình. Và ngày 23 tháng 5 sẽ là ngày cuối cùng để quý vị ghi danh. Nếu quý vị mới vừa có quốc tịch, nếu quý vị thay đổi nhà ở, dù rằng quý vị thay đổi nhà ở cùng trong một thành phố hay cùng một con đường đi nữa, cùng trong một cái khu mobile home, quý vị thay đổi cái số nhà của mình cũng phải ghi danh trở lại. Đó là tất cả những cái chi tiết mà chúng tôi cập nhật thường xuyên để cho quý vị biết, và nhớ rằng lá phiếu rất quan trọng với cái ý của mình, ý nguyện của mình như thế nào, bỏ cho ai là quyền chọn lựa của mình, và bảo vệ được
cái tiếng nói của mình trên nền dân chủ Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị, và bây giờ trở lại với cô Thế Thuy. Cảm ơn anh Du Miên và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã lắng nghe và chờ đợi. Thì mỗi tuần Francis Nguyễn Thế Thủy đến với quý vị với những cái tin tức nhỏ nhỏ của học khu Westminster. Thì chắc trong tuần rồi thì quý vị cũng có một ngày lễ Mother's Day rất là vui vẻ bên cạnh những người con của quý vị. Và đây là một ngày lễ rất là lớn mà hầu như là ai có mẹ cũng phải rất là mừng để được chung vui trong cái ngày hạnh phúc đó. Trong tháng này thì cũng như Francis Nguyễn Thế Thủy đã loan báo, chúng tôi rất là hân hạnh tiếp nối một cái chương trình mà chúng tôi đã hoạch định trong mấy năm vừa rồi, phối hợp chung với lại Hội Việt Nam Vet of America. Hội Việt Nam Vet of America Chapter 756 là một cái hội vô vị lợi chính thức của những người cựu chiến binh Mỹ đã từng tham gia trong cuộc chiến của Việt Nam. Thì họ rất là muốn phối hợp chung với những cái sinh hoạt của chúng ta trong cộng đồng. Vì hàng năm với học khu Westminster, họ đã có nhã ý tổ chức cùng chung với học khu một cái cuộc thi vẽ với cái tựa đề là Cái Giá Của Sự Tự Do. Thì giống như lần trước Francis Nguyễn Thế Thủy cũng đã loan báo đến quý mình vị. Mình có hình phải không? Dạ, mình có hình. Nhưng mà Peter bỏ hình lên. Thì quý vị cũng biết rằng là chúng ta là những người, quý vị là những người thế hệ đi trước đến tiền Francis Nguyễn Thế Thủy, và các em của chúng ta, các con của chúng ta là người sanh đẻ ở nước Mỹ hoặc là những nước tự do khác. Thì đây là một cơ hội của chúng ta để khuyến khích giới trẻ học hỏi về lịch sử Việt Nam, học hỏi với cái giá của sự tự do, làm sao bố mẹ của các em, ông nội bà ngoại, ông ngoại bà nội vượt biên như thế nào khi rời nước Việt Nam để tìm đánh đổi lấy sự tự do, và các những người con cháu của quý vị có những người đã từ ở trong tù cải tạo thì những cái ngày tháng đó như thế nào. Thì quý vị có thể kể ra cho con em quý vị, và nhờ cái sự trí óc tưởng tượng qua những lời kể đó, trong những năm vừa qua các em vẽ một cái bức ảnh về tù cải tạo, về vượt biên, về lá cờ vàng ba sọc đó, về tất cả những gì liên quan đến lịch sử Việt Nam đều rất là hay và cảm động. Có những người ở trong hội đoàn được mời đến chấm thi mà họ không cầm đến nước mắt khi mà họ nhìn những cái bức tranh đó, khi nhìn nhớ lại những cái hình ảnh mà họ đã từng đi vượt biên như thế nào. Thì đây là một cái giải thi mà đã được thành một cái truyền thống của học khu Westminster. Thì nhân tiện đây Francis Nguyễn Thế Thủy cũng xin cảm ơn Hội Việt Nam Vet of America Chapter 756 ở Long Beach, họ đã bảo trợ cho cái giải thi này. Và cuối tháng này chúng tôi sẽ chấm thi và mời những người đến chấm thi đến cho các em, và mong rằng con em của quý vị, em nào tham dự giải sẽ được hạng nhất. Nếu mà Thế Thủy nhớ không lầm, hình như là 400 đồng, rồi hạng nhì là 300, và hạng ba là 200. Và có những cái cúp tượng trưng thắng giải thì do công ty Golden Trophy bảo trợ, là công ty của Thế Thủy bảo trợ, nhằm khuyến khích các em cố gắng vẽ và dùng cái trí óc tưởng tượng của mình để biết cái giá của sự tự do như thế nào. Thì nếu xin được Peter cho một tấm hình kỳ vừa rồi, thì Francis có ra ngoài tượng đài Việt Mỹ để tham dự 30 tháng 4, và trong đó có một số những người cựu chiến binh Mỹ đã cùng đến tham dự với chúng ta vào ngày 30 tháng 4 kỳ vừa rồi, lễ quốc hận. Thì đây là những hình ảnh mà hàng năm họ vẫn đến với chúng ta cùng chia sẻ, cùng tâm tư về cái nỗi niềm ngày mất nước. Thì kính xin quý vị là những phụ huynh đi trước, là những người phụ huynh có bổn phận phải lo cho con em của chúng ta, thì Francis Nguyễn Thế Thủy khuyến khích quý phụ huynh hãy luôn luôn sát cánh với con em mình và hướng dẫn và
theo dõi những cái sinh hoạt của con em của chúng ta ở trong cộng đồng cũng như ở trong học khu để khuyến khích. Nếu mà các em có về nói là trong trường có cái giải thi như thế này thì quý vị hãy cố gắng giúp cho các con em của quý vị hoàn thành một bức vẽ với cái trí óc, với những cái câu chuyện rất là thương tâm mà chúng ta người Việt Nam đã trải qua sau năm 1975. Vâng, cảm ơn cô Thế Thị. Tôi rất tiếc là cô Thế Thị nhìn thấy đây là một cái video mà của anh Phổ, Trung tâm Văn hóa Việt Nam. Dạ. Anh chuyển cho chúng tôi nhưng mà chúng tôi không biết cách như thế nào để chuyển cho Peter cho chúng tôi được. Tuần vừa rồi đó, những hậu duệ không phải là con cái của thế hệ thứ nhất mà bây giờ là cháu nội cháu ngoại. Đây là một cái hình ảnh rất dễ thương. Tức là trong một cái buổi lễ ra trường của một đứa con rể tiến sĩ của anh Phổ. Yeah. Con anh Phổ thì đã đậu tiến sĩ rồi. Yeah. Bây giờ người chồng cũng đậu tiến sĩ và dắt đi một đứa cháu ngoại. Yeah. Đứa cháu ngoại đó tròn khăn giống như ra trường cho bố, trường cho phép. Và cái người, một trong những người chủ tọa là cô giáo sư cũng là trong gia đình của cộng đồng chúng ta. Đó là con gái tôi. Anh Phổ, anh đã gửi cái bức hình này để cho chúng ta, chúng tôi không phải là khoe, nhưng mà nói với quý vị đó là một cái truyền thống mà hiếu học của người Việt Nam của chúng ta. Tức là ai cũng khuyến khích con cái học để tự bản thân các em, các cháu lo được cho mình, phụ giúp gia đình hay là phục vụ cho xã hội, nhân loại, cộng đồng, vân vân. Chúng tôi bảo trợ cho chương trình UCLA, quý vị thấy không? Các em đi học y mà dược nhưng mà vẫn đi ra giúp cho cộng đồng, làm những cái hội chợ y tế. Chúng tôi yểm trợ cho những chương trình này rất là nhiều. Và những lời của Thế Thủy tâm tình của quý vị nghe có thể là nhàm tai, nhưng mà cái đó vẫn là một cái niềm hãnh diện chung cho cộng đồng chúng ta. Chúng ta có cái dòng máu, có một cái truyền thống như vậy. Rất mong quý vị ủng hộ cho những ý kiến hay là những cá nhân trong cộng đồng của chúng ta lo về vấn đề văn hóa, về vấn đề mà giữ gìn cái truyền thống người Việt của chúng ta. Cảm ơn cô Thế Thủy, cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh Dương Miên đã chia sẻ những cái lời mà vừa qua. Chắc có lẽ khi tới thì chúng ta sẽ được một số hình ảnh để chia sẻ đến quý vị. Thì quý vị cũng biết rằng những gì Francis Nguyễn Thế Thủy đang làm không phải là cho chính mình mà cho cái thế hệ kế tiếp, cho con em của quý vị. Vì trong quá khứ khi trên con đường sinh hoạt thì Francis Nguyễn Thế Thủy gặp rất nhiều giới trẻ. Giới trẻ lúc đó khi Francis ở Thế Thủy ở cái tuổi đôi mươi thì các em cũng mới sanh ra, thì cũng cỡ 2-3 tuổi. Đến lúc các em đi vô tổng hội sinh viên và có những cái buổi trại hè tâm tình với nhau, thì lúc đó các em có tâm sự rằng khi nhỏ bố mẹ không có khuyến khích các em học tiếng Việt. Đến lúc mà vô đại học rồi các em rất là bỡ ngỡ, vì khi các những người bản xứ khác nói về nguồn gốc của họ, nói về quá khứ của gia đình họ thì các em không biết gì hết, và các em cảm thấy không có một cái sự tự hào khi mà nói về văn hóa Việt Nam, lịch sử Việt Nam hoặc là chính con người của các em. Người Mỹ nó gọi là có một cái danh từ gọi là cultural identity, thì tất nhiên là các em phải có một cái sự hãnh diện mình là ai. Cho dù mình sinh ra ở Mỹ nhưng mình vẫn phải hãnh diện là người Việt Nam. Mà nếu mà muốn hãnh diện là người Việt Nam, Francis mỗi tuần vẫn nói đến quý vị, thì phải có những gì? Phải có những cái hành trang, và các em phải có sẵn. Mà những hành trang đó từ đâu ra? Từ phụ huynh, từ cộng đồng, và lẽ nhiên một chút nào cũng từ học khu mà các em đang học. Vì trong học khu của con em của quý vị đang học, không hẳn học khu nào cũng có những cái môi trường hoặc là những cái hình thức để con em của quý vị học về văn hóa Việt Nam cũng như lịch sử Việt Nam, cũng như là có những cái sinh hoạt tương đối rất là Việt Nam. Thì hôm nay Francis Nguyễn Thế Thủy xin nhắc lại một lần nữa, quý vị
hãy cùng của chúng tôi làm một công việc đó. Khi các em lớn lên rồi, các em sẽ thay thế chúng tôi để tiếp tục cái công việc bảo tồn văn hóa đó cho một cái thế hệ kế tiếp và kế tiếp nữa. Vâng, xin cảm ơn cô Thế Thủy. Quý vị cũng nghe rất nhiều lần cô Thế Thủy khuyến khích những người bạn trẻ, gia đình, khuyến khích con cái ngoài việc đi học tiếng Việt còn đi tìm việc làm ở trong ngành giáo dục, đặc biệt là học khu Westminster, luôn luôn có những cái việc làm như là thầy giáo hay là làm viên chức của trường, của học khu, vân vân. Chúng ta góp tay vào vấn đề trồng người tới 100 năm lận. Cho nên cái chuyện mà chúng ta góp sức trong cái học khu Westminster là việc rất là cần thiết. Nếu như quý vị có thắc mắc hay cần hướng dẫn một cách rất là chân tình thì quý vị liên lạc trực tiếp với cô Thế Thủy Nguyễn, gọi vào trong học khu, hay là cô Thế Thủy có thể cho số phone của cô Thế Thủy cho quý khán giả. Dạ, số cell phone của Thế Thủy là 714-696-1147. Và quý vị khi nên nhớ là có gọi điện thoại mà không gặp được, luôn luôn để message hoặc là text cho Francis Nguyễn Thế Thủy, vì mỗi ngày vừa đi làm, vừa phải đi sinh hoạt và vừa phải theo dõi những chương trình của học khu, đôi lúc có rất nhiều điện thoại và có rất nhiều email, nên quý vị hãy kiên nhẫn nếu mà Francis không có trả lời kịp. Vâng, chắc chắn là cô Thế Thủy sẽ trả lời quý vị sớm hay muộn thôi, tại vì cái đó là cái tâm của cô Thế Thủy, không phải làm chính trị, cũng không phải là chỉ lo công việc cái job của mình mà còn có một cái vấn đề sinh hoạt giúp đỡ cho cộng đồng, đào tạo cho giới trẻ của cộng đồng của chúng ta. Và cô Thế Thủy trong cộng đồng ai cũng biết, và đó là lý do tại sao mà chúng tôi đã chọn cô Thế Thủy để mời cô lên đây hàng tuần để thưa chuyện cùng quý vị về vấn đề cộng đồng cũng như về vấn đề giáo dục trong cộng đồng của chúng ta. Chúng ta cũng có khá nhiều dân cử, nhưng mà chúng tôi chọn cô Thế Thủy tại vì cái lĩnh vực giáo dục là lĩnh vực mà rất quan trọng trong cái nề nếp của cộng đồng của chúng ta. Bây giờ trước khi chia tay, mời cô Thế Thủy gửi lời đến chào khán giả của đài. Dạ, Francis Nguyễn Thế Thủy một lần nữa rất hân hạnh được gặp quý vị và mong là sẽ gặp trong dịp trong tuần tới. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, ngày mai chương trình sinh hoạt cộng đồng của chúng tôi rất đặc biệt. Chúng tôi có hai cái sinh hoạt cộng đồng ngày sáng ngày mai. Cái thứ nhất là ông Phan Kỳ Nhơn cũng như Liên Quân Bang chúng cùng sang và ta ra để trình bày trực tiếp về vấn đề đi biểu tình ở San Francisco. Và cái thứ nhì là anh Quỳnh Lương Thiện, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ trình bày về đại hội nhạc hội cho đấu tranh nhân quyền tại San Jose cũng trong tuần lễ này. Quý vị nhớ đón xem chương trình sinh hoạt cộng đồng sáng ngày mai. Việt Nam American, Việt Nam American, tình đồng minh trên vai chiến đấu.